chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Vì sao bão Milton quá mạnh và mạnh lên quá nhanh? Cư dân của bang Florida không còn xa lạ gì với bão, nhưng các chuyên gia đã đưa ra nhiều cảnh báo về bão Milton. Cơn bão nhanh chóng mạnh lên thành một cơn bão cấp 5 hôm 7 tháng 10 và dự kiến sẽ tăng kích thước và là cơn bão cực kỳ nguy hiểm khi nó tiếp cận bờ biển phía tây của Florida, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC. Nhà khí tượng học Elisa Raffa của đài CNN mô tả trên mạng xã hội X rằng cường độ cơn bão tăng mạnh đến nỗi đi ngủ thì cơn bão mới cấp 1 mà thức dậy đã lên cấp 5 khủng khiếp với sức gió khoảng 257 km/h. Bà cho hay, thực sự kinh ngạc và đáng sợ. Đây là xu hướng khi các đại dương của chúng ta tiếp tục ấm lên và tạo ra những cơn bão mạnh hơn. Theo tờ The Hill, tổ chức khoa học phi lợi nhuận Climate Center đã ghi nhận cường độ mạnh lên nhanh chóng của Milton khi cho rằng nhiệt độ đại dương tăng lên do biến đổi khí hậu do con người gây ra đang tạo ra động lực cho các cơn bão nhiệt đới mạnh hơn nữa. Ông John Morales, nhà khí tượng học Florida cho hay, vịnh Mexico, nơi cơn bão đang hiện diện, có vùng nước vô cùng nóng. Theo ông, sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu dẫn đến điều này và trở thành mối đe dọa ngày càng tăng. NHC cảnh báo bão Milton gây ra mối đe dọa cực độ đối với người dân Florida. Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng, cư dân ở những khu vực đó nên tuân thủ khuyến cáo của các quan chức địa phương và sơ tán ngay lập tức nếu được yêu cầu. Ngoài bão lớn, NHC cũng cho biết có khả năng gió mạnh sẽ tàn phá dọc theo một số vùng bờ biển phía tây Florida. Bên cạnh đó, mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét, lũ lụt đô thị và lũ lụt diện rộng đáng kể. Ông Brian Bennett, nhà khí tượng học khu vực Tampa cho biết, khi cơn bão đổ bộ, sức gió sẽ duy trì ở mức khoảng 201 km/h, giật lên tới 249 km/h, đồng thời nói thêm rằng tốc độ gió ở mức 241 km/h đủ mạnh để thổi bay mái nhà và làm hỏng các bức tường bên ngoài của một ngôi nhà được xây dựng kiên cố. Theo các chuyên gia, bão Milton đang trên đường trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay và có nguy cơ là cơn bão mạnh nhất một thế kỷ qua đổ bộ Mỹ. Tổng thống Joe Biden hôm 8 tháng 10 cảnh báo, bão Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công Florida trong hơn một thế kỷ và kêu gọi người dân khu vực tuân theo chỉ đạo của các quan chức địa phương. Ông Biden cho biết, cơn bão dự kiến tấn công khu vực vịnh Tampa và có thể đổ bộ vào đất liền dưới dạng bão cuồng phong. Tổng thống Biden nhấn mạnh, nếu người dân nhận được lệnh sơ tán thì nên sơ tán lập tức vì đây là vấn đề sống còn. Bão Milton, một trong những cơn bão đại Tây Dương dữ dội nhất từng được ghi nhận, được dự báo đổ bộ vào tối 9 tháng 10 hoặc sáng 10 tháng 10 giờ địa phương, đe dọa một phần bờ biển phía tây đông dân của bang Florida, nơi vẫn đang chật vật với cơn bão Helene tàn khốc cách đây không lâu. Thị trưởng thành phố Tampa, Jane Caster cảnh báo người dân về sự nguy hiểm của cơn bão Milton, cho rằng cơn bão Helene trước đó là một lời cảnh tỉnh. Bão Milton tiến về bờ biển vịnh Florida với sức gió cấp 5 hôm 8 tháng 10, gây ra tình trạng kẹt đường nghiêm trọng khi hơn 1 triệu người được lệnh sơ tán. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ hôm 8 tháng 10 đã nâng cấp Milton trở lại thành bão cấp 5, cấp cao nhất trong thang bão Saffir-Simpson gồm 5 cấp, khi sức gió mạnh nhất tăng lên 270 km/h. Khoảng 16 giờ giờ địa phương, tâm bão cách Tampa 775 km về phía tây nam, di chuyển theo hướng đông đông bắc với vận tốc 15 km/h. Theo hãng tin Reuters, dự báo cho thấy bão và sức gió cơn bão tăng gấp đôi vào thời điểm đổ bộ. Cơn bão mạnh hơn cũng mở rộng phạm vi rủi ro lên hàng trăm km bờ biển. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ ghi nhận các đợt sóng dâng cao từ 3 đến 4,5 m ở phía bắc và phía nam của vịnh Tampa. Ngoài ra còn có gió mạnh và nguy cơ lũ quét do lượng mưa lớn. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, xe tải đã làm việc 24 giờ một ngày để dọn dẹp các đống đổ nát do bão Helene để lại vì lo ngại bão Milton có thể biến chúng thành những vật thể bay nguy hiểm. Khoảng 5.000 thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai, cùng với 3.000 nhân viên túc trực để ứng phó với hậu quả của cơn bão. Nhấn mạnh mối đe dọa của cơn bão, Tổng thống Joe Biden đã hoãn chuyến thăm Đức và Angola từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 để giám sát công tác chuẩn bị và ứng phó với cơn bão Milton. Hơn một chục hạt ven biển đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc. Theo công ty theo dõi thị trường gas Buddy, khoảng 17% trong số gần 8.000 trạm xăng của Florida đã hết nhiên liệu vào tối 8 tháng 10. Thống đốc Ron DeSantis cho biết, cảnh sát bang Florida đã hộ tống các xe tải tiếp nhiên liệu đến các trạm xăng, trong khi đó giao thông ùn tắc ở các con đường dẫn ra khỏi Tampa. Bão Milton đã mạnh lên cấp 3 vào lúc 7 giờ sáng 7 tháng 10 giờ địa phương, sau đó tăng lên cấp 4 vào lúc 9 giờ sáng và đạt cấp 5 vào 12 giờ trưa cùng ngày khi ở khu vực phía nam vịnh Mexico.
Theo NBC News, hiện cơn bão duy trì sức gió tối đa 267 km/h. Cơn bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía tây bang Florida vào ngày 9 tháng 10. Theo đường đi hiện tại, chuyên gia dự báo bão Milton sẽ đạt cường độ cực đại vào sáng 9 tháng 10, sau đó suy yếu xuống cấp 3 trước khi đổ bộ vào đất liền. Khu vực bờ biển phía tây bang Florida dự kiến đón bão vào tối 9 tháng 10 giờ địa phương. Rủi ro lớn nhất từ bão Milton là nước dâng cao do bão. Mặc dù chưa xác định rõ địa điểm tâm bão sẽ đổ bộ, một số khu vực nằm ở phía nam của tâm bão có thể chìm trong nước cao 2,5-3,6m. Ngoài ra, bang Florida cũng có thể hứng chịu mưa lớn do bão, với lượng mưa dự kiến đạt tới trên 380mm, dẫn tới rủi ro về lũ quét. Trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 10, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết giới chức đang hoạt động cả ngày lẫn đêm để dọn dẹp tàn dư từ bão Helene. Ông DeSantis đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 51 hạt khi cơn bão Milton dự kiến đổ bộ vào hạt Hillsborough hoặc hạt Pinellas. Bang Florida có khả năng ban bố lệnh sơ tán trên diện rộng. Hiện tại có 15 triệu người sống trong vùng cảnh báo lũ lụt và 11 triệu người có nguy cơ gặp lốc xoáy trong 2 ngày 8 và 9 tháng 10. Các quan chức khuyến khích người dân tìm chỗ trú ẩn an toàn mà không cần đợi lệnh sơ tán. Hãy lập kế hoạch rồi thực hiện theo kế hoạch, ông DeSantis nói trong buổi họp báo. Bão Milton gây chú ý bởi đường đi rất bất thường khi đổ bộ vào Florida từ phía Tây. Kể từ năm 1850, chỉ có 2 cơn bão có quỹ đạo tương tự. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Đại Tây Dương có 3 cơn bão sau tháng 9, gồm Kurt, Leslie và Milton. Mỹ, bão Milton áp sát, bang Florida đối mặt sơ tán sống còn. Trước sức mạnh của bão Milton, thị trưởng thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ cảnh báo người dân sẽ thiệt mạng nếu họ không sơ tán trong khi bão Milton vẫn duy trì sức mạnh. Cơn bão có 102 đang đổ bộ vào vịnh Mexico hôm 8 tháng 10 và đã suy yếu xuống cấp 4. Tuy nhiên, nó mạnh trở lại và cực kỳ nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida ngày 9 tháng 10 giờ địa phương. Đầu tiên là khu vực vịnh Tampa đông dân cư. Sức gió mạnh nhất của bão Milton hiện giảm từ 289 km/h xuống còn 265 km/h, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ. Cơn bão nằm cách Tampa, bang Florida, 1.013 km về phía tây nam và đang di chuyển về phía đông với tốc độ 14,4 km/h. Thị trưởng Tampa Jane Caster cho biết trên đài CNN rằng bão Helene trước đó là lời cảnh tỉnh nhưng bão Milton có thể còn thảm khốc hơn theo đúng nghĩa đen. Cảnh sát trưởng hạt Pinellas Bob Gantineri cũng cảnh báo người dân địa phương chuẩn bị cho cuộc sơ tán lớn nhất kể từ bão Irma. Bão Milton đang di chuyển về phía những khu vực đã bị bão Helene tàn phá trước đó. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhấn mạnh thiệt hại sẽ còn tăng đáng kể. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, ngay cả khi bão Milton suy yếu về cường độ khi đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida, thì điều này không có nghĩa là ít nguy hiểm hơn. Nhà khí tượng học John Potter tại công ty cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết AccuWeather cho biết, trên thực tế còn nguy hiểm hơn nữa vì cơn bão sẽ lan rộng và tăng kích thước, có nguy cơ gây sóng to, gió lớn tác động đến nhiều nơi và nhiều người hơn trên khắp Florida. Cảnh tan hoang sau khi siêu bão Helene quần thảo nước Mỹ. Trước khi cơn bão Milton đổ bộ, nước Mỹ cũng đã đối mặt với một siêu bão khác trước đây không lâu. Vào cuối ngày 26 tháng 9, theo giờ Mỹ, siêu bão Helene đã đổ bộ vào khu vực đông nam của nước Mỹ với cường độ bão cấp 4. Ước tính đã có ít nhất 45 người thiệt mạng trong cơn bão quái vật này. Sau khi đổ bộ vào bờ biển phía tây bắc bang Florida với sức gió duy trì mạnh nhất 225 km/h, Helene suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi qua bang Georgia vào sáng 27 tháng 9. Theo Reuters, Helene là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. Trong số nạn nhân, có người ở Florida bị một biển báo rơi trúng xe, có nhiều người thiệt mạng do lốc xoáy, cây gãy đổ. Đến sáng 27 tháng 9 giờ địa phương, khoảng 1,1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở Florida không có điện. Bang South Carolina báo cáo 1,4 triệu vụ, Georgia hơn 1 triệu vụ và North Carolina có khoảng 704.000 vụ. Nhiều vùng tại các bang Tennessee, Kentucky và Virginia cũng rơi vào cảnh mất điện. Những video ghi cảnh mưa như chút nước đổ xuống thành phố Perry, bang Florida, gần nơi bão Helene đổ bộ, xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Gió giật tung lớp ván tre của các tòa nhà. Nhiều khu vực hiện ngập lụt nghiêm trọng do mưa bão, nên chưa thể đánh giá đầy đủ về thiệt hại tài sản hoặc thương vong. Tại một khách sạn ở Valdosta, Georgia, anh Fermin Herrera, 20 tuổi, trú bão cùng vợ và con gái 2 tháng tuổi vì lo sợ cây đổ vào nhà. Chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm,
Anh Herrera nói, lúc đầu chúng tôi không nghe thấy gì cả, một lúc sau tiếng động ngày càng mạnh hơn như kiểu máng nước đập vào cửa sổ vậy. Chúng tôi quyết định sơ tán. Gần đó, hàng chục người chen chúc trong sảnh khi những cơn gió rít bên ngoài. Không có điện nên đèn khẩn cấp, đèn pin và điện thoại di động chiếu sáng khắp hành lang, bên ngoài phủ đầy mảnh vỡ từ mái nhà. Bang Georgia mở cửa công viên để sơ tán người và vật nuôi, bao gồm cả ngựa. Giới chức áp lệnh giới nghiêm qua đêm tại nhiều thành phố và quận phía nam Georgia. Atlanta đang trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp về lũ quét. Ngoài Florida và Georgia, lượng mưa lên tới 254mm đã đổ xuống khu vực miền núi bang North Carolina. Dự báo lượng mưa có thể lên tới 355mm, có khả năng gây lũ lụt nghiêm trọng nhất tại đây trong thế kỷ qua. Bão Helene đổ bộ vào khu vực Big Bend, bang Florida, Mỹ, với cường độ cấp 4 tối 26 tháng 9 giờ địa phương, sau khi mạnh lên nhanh chóng trên vùng biển Vịnh Mexico. Bão Helene mạnh lên thành bão cấp 4 trên vùng biển ấm kỷ lục của Vịnh Mexico và tiếp tục mạnh lên khi tiến nhanh về phía đất liền ở phía nam, đông nam, Tallahassee. Quan chức bang Florida kêu gọi người dân tuân thủ lệnh sơ tán bắt buộc hoặc đối mặt với các điều kiện đe dọa tính mạng khi cơn bão Helene đổ bộ. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết, Helene được ghi nhận có sức gió mạnh liên tục là 215 km/h vào tối 26 tháng 9 giờ địa phương, mô tả cơn bão là cực kỳ nguy hiểm. Bộ trưởng Y tế Mỹ Xavier Becerra đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng ở Florida trước khi bão Helene đổ bộ. Bộ trưởng này cho biết khoảng 150 nhân viên ứng cứu khẩn cấp cũng như các thiết bị và vật tư y tế được triển khai để giúp đảm bảo cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên đường đi của bão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!